Bangun anu. Bangun anu mụn mất đầu. Nhìn rõ không? Nhưng mà mụn này đúng là nhìn không phê. Mỗi lần nhà mình nặng nữa chắc kiểu là nó chắc đây. Chắc là nó chìm. Em dùng bộ này lâu chưa? Mới dùng được mấy ngày. Mấy ngày gì? Chị Linh làm rất tốt đúng không? Thế của chị Linh là cái gì? Em phải đăng ký kênh. Từ từ đã, chị đã bây giờ mới sưu tầm để làm. Xong rồi đấy em cày view cho chị nhá. Cày view cho sao? Nó phải được nhiều cơ. Mỗi lần chị phát trực tiếp ấy. Chị làm một cái đường link ở dưới cái phát trực tiếp này. Người ta vào đấy người ta. Phát trực tiếp lên YouTube được à? Không, còn Facebook ấy. Xong rồi bảo nhớ vào trang YouTube của em các thứ ấy. Để xem được nhiều video hơn. Xong rồi đăng TikTok nữa. Quả này cũng ấy, ghê gớm phết. Nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng mà trong video quả này nó có một thâm nè. Thôi tí móc sao. Này còn đấy nữa. Thế là thống cực to này, nhìn nó mặt này nhìn nó mới thích. Mà nhân nó không lên cả cụ đúng không?
Còn ai chắc là chọn được. Chưa. Nhặt gạo chưa? Giờ nhớ mất là nhất là cái thằng thằng gì nhỉ? Nghĩ khi nó về được mà nó cứ phải xuống Hòn Gai làm ấy. Thải à? Ừ. Mà cái tối hôm đấy chị em mình live stream đấy. Ship 100 người xem ấy. Bạn đấy mà cũng nhiều. Không phải cũng nhiều mà là nhiều thật. Đó, anh biết to rồi đấy. Chứ cháu cực to luôn. Cháu gái xem thế nào. Thì lại sang bên đấy ăn nó bị béo ra không? Vẫn thế. Có thế là ăn thua gì? Chồng cháu bảo dưỡng nào gà nào ấy, bồ câu các thứ mà không béo được ra. Chồng cháu bảo béo ra, có béo đi nào nữa. Cần vẫn thế. Bố Linh ra lại muốn ngủ vào. Vâng. Mặt này phải bôi, em sử dụng sản phẩm gì nó phải ra được nữa em ạ. Thâm lần sần ở dưới này còn nhiều lắm. Cứ bôi thử xem. Nọ linh điện lấy ra một cái hộp thuốc ấy để giả mỗi linh viên. Nọ uống thử của mỗi linh viên. Thấy thế nào chứ? Mới có một viên thì chưa thấy chuyển biến. Thế mà uống thử. Thử thì phải có kết quả ấy. Cứ uống thử một hộp xem. Kết quả thì mới mua chứ. Khả năng là chú bị đông máu thật đấy. Nó dò dòi phát tự dưng nó đau hết nó cổ hết hết đầu. Chìm ở dưới. Không ra được. Nhìn thấy rõ ràng là rất là ngon ăn nhưng mà chìm ở dưới mất đầu là chìm dưới nhiều. Để một vài hôm bắt đầu nó co lại gãy chắc nó mới lên rồi. Không phải bạn này bạn ấy tự lặn nhiều nó mất đầu, sau đấy là bạn sử dụng sản phẩm. Sử dụng sản phẩm nữa. Vâng. Đỏ phải hết tháng chưa ạ? Cái quán chú giờ nó cấm này định mở ra. Làm nó mở cửa được cái này là kiếm được 2-3 ngày. Hôm 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 cuối cùng nó cấm thế mà kiếm ăn. Ông vẫn chưa được mở hả chú? Không. Không nhá. Đảo thật nên nó cấm thêm chục ngày nữa. Hết tháng. Còn hơn cả hết tháng rồi đi. Đến mãi mùng 3 nó mới hết. Mày đấy, đồ ạ. Nó mới cho ai thì mẹ. Đến đồ ạ, mùng 3 mới được chạy. Ánh về quê là không được gì nhỉ? Bây giờ ánh về quê không phải xin cái gì cả. Gửi ánh vài bước chân. Đi vài 15 phút đến nhà. Chưa đến 15 phút nếu mà đi. Xe liên tỉnh là cũng đã được chạy đâu. Với xe buýt thì chạy lắc đã. Thế ạ? Xe buýt nó chỉ chạy 20% thôi. Mà nó lại bắt cách mỗi người 1 mét thì xe buýt chạy không đủ tiền đầu. Thế. Em quay đúng 10 phút nhá.